Xin chào cả nhà. Đây là một chậu trắng di linh. Một chậu trắng di linh đang có nụ gồm 6 đầu, 6 thân ạ. Quý mình rất thích chậu này ở cái điểm là nó ra nụ nhưng mà từng lứa như thế này. Cái thân này nó đang ra nụ to như thế này. Và tiếp theo cái thân bên này thì cái nụ nhỏ hơn một chút. Bên kia thì nhỏ hơn một chút nữa. Và bên cái thân bên này thì nó đang có những cái nụ nhỏ nhỏ. Đây cả nhà, những cái nụ nhỏ nhỏ mới nhú ra đây. Thì cái chậu này mình có thể chơi hoa bắt đầu từ Noel, kéo dài cho Tết Tây, qua khỏi Tết Tây vẫn có thể chơi, vẫn có thể chơi hoa được, vẫn còn hoa để chơi ạ. Vẫn còn hoa để ngắm thoải mái từ Noel qua khỏi Tết Tây, vẫn còn hoa ngắm. Thì những cái thân này nó mọc lên từ những khúc giả hành. Hồi đó Quý Minh đặt cái giả hành ở trên chậu á, những khúc giả hành dài như vậy Quý Minh đặt trên chậu về nó nứt kia, thì Quý Minh để im như vậy luôn. Để im như vậy luôn thì nó nứt lên rồi của mình để im vậy luôn. Lên là những cái như là hai cái thân này nè. Là nó lên từ khúc giả hành này. Hai cái thân này, hai cái thân này và hai cái thân bên này là nó lên từ một khúc giả hành đây. Rồi bên kia cũng vậy. Nó có khúc giả hành khác. Nên chậu này nếu mà anh chị em nào muốn sưu tầm cái chậu này, nguyên cái chậu này về rồi mình thay cái chậu mình lồng vào một cái chậu đẹp đẹp một chút, mình trưng bày trong nhà, mình trưng bày ở bàn uống trà để ngắm hoa lễ Noel và lễ Tết Tây thì thật là ý nghĩa, thật là hay. Nhưng nếu anh chị em nào muốn không đủ kinh phí mà mua hết cả chậu, mua ít hơn thì của mình vẫn có thể kiểu như mình xúc một cái phần giá thể ở này, chỗ này nhẹ nhàng sang qua một cái chậu khác thì vẫn có thể sang chậu được mà không gây ảnh hưởng nhiều đến cây đâu. Nhưng mà tốt nhất với mình vẫn muốn bán nguyên chậu hơn. Nguyên chậu thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn tách rẻ ra, tách lẻ ra thì giá nó sẽ cao hơn. Cái thân này thì mỗi thân như cái thân ngắn ngắn này thì cũng tầm 30 cm. Chậu này thì những cái thân này ở tầm 30 đến 40 cm nha cả nhà. Nó gồm 6 thân ạ. Nó gồm 6 thân cỡ 30 đến 40 cm, giá thì khá là rẻ. Anh chị em nào có ý muốn sưu tầm thì liên hệ với Quế Minh báo giá nha. Thân rất là mập như cả nhà. Thân mập như ngón tay của mình luôn. Trắng di linh ạ, à. Trắng di linh huyền thoại, mặt hoa này chắc ai cũng biết rồi. Lúc chưa nở thì cái bụng nó hơi ẩn lên trên trời vậy, hay ẩn lên trời, tới hồi nở nó sẽ úp lại bình thường. Có kỳ nữa này cả nhà. Có cây đó, cây có rễ rồi. Những cái thân này tuy rằng nó ở khác giả hành
nó khác giả hành nhưng mà nó cùng chung một chậu, cùng chung chế độ phân thuốc và môi trường sống nên nó đồng loạt ra hoa. Chậu này khá là đẹp. Ít khi có được những cái chậu nào mà to, khỏe, lực và nó ra hoa đồng loạt, nó kiểu như cấu trúc nó đẹp như thế này. Cái này thắt ngọn rồi chứ ban đầu thì mới mình định đưa những cây này để kéo dài lên nè. Mà thắt ngọn rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Quý Minh khoe chậu hoa như vậy, anh chị em nào có ý sưu tầm thì liên hệ với Quý Minh. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.